Zika có bộ dàn nào trên dưới 20 triệu mà hát hay và dễ dùng? Nếu mà với tài chính khoảng 20 triệu hát hay dễ dùng thì tiêu chí hát hay trên dòng karaoke thì em ưu tiên là dòng loa full. Mức tài chính như trên thì em ưu tiên cặp loa C12 Pro, dòng loa full bass 30. Còn để tối ưu được giá thành trong cái khuôn tiền của anh thì em sẽ lựa chọn những cái phiên bản đẩy nền vang cho nó phù hợp. Đây rồi, nếu mà lựa chọn phù hợp nhất trong tầm tiền và ưu tiên việc hát karaoke hay và dễ sử dụng thì em sẽ lựa chọn đẩy nền vang. Và trong bộ anh Tuấn cũng đang tham khảo thì em sẽ giới thiệu cho anh Tuấn và toàn thể các anh em có những tài chính đầu tư khoảng 20 triệu thì lên cho em cái cấu hình combo với cặp loa full C12 Pro kết hợp với đẩy nền vang X12 và ghép thêm loa siêu trầm nữa để có một bộ dàn karaoke hát hay đấy và bay đẹp nữa. Và là chắc là bộ này thì ít thiết bị kết nối nguồn điện nên là rất là dễ sử dụng ạ. Tất cả các tính năng chế độ nằm ở trên đẩy nền vang số X12 rồi. Ngoài ra thì Zika chúng em sẽ tặng kèm một bộ mic không dây trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng đi kèm ạ. Đấy, với bộ dàn như thế này. Thì đây là bộ dàn ghép với bốn thiết bị đồng bộ chính hãng của WeWork nên rất là dễ sử dụng cũng dễ phối ghép. Thì mời anh Tuấn và toàn thể các anh em cùng xem quá trình chúng em phối ghép để anh em thấy được là một bộ dàn karaoke hay hoàn chỉnh đầy đủ và cách vận hành sử dụng cũng như phối ghép rất dễ dàng ạ. Chúng ta sẽ có ba thiết bị được kết nối nguồn điện. Mic thì sử dụng điện chuyển đổi là 16V rồi. Đẩy X12 thì sử dụng điện 220, súp cũng vậy, sử dụng điện 220. Và chúng ta sẽ lấy tín hiệu súp từ trên đẩy đi xuống súp điện F1200 này. Đấy. Kết nối dây loa thì anh em lưu ý cho em nhé là dây đen luôn luôn là ký hiệu là âm và đỏ là dương. Thì sau loa cũng vậy ạ. Ở dưới ở đẩy cắm như nào thì trên loa cắm như vậy. Đấy. Thao tác có dễ dàng và đơn giản không các anh nha? Như thế này thì chị em phụ nữ cũng có thể tự mình thao tác được cái khâu kết nối dàn tín hiệu âm thanh. Và em muốn là các anh em lưu ý và nhớ kỹ cho em cái thao tác kết nối một bộ dàn như thế này ạ. Để khi các anh em nhận hàng tại nhà mình, sau khi kiểm tra hàng rồi các anh em cũng có thể tự mình để kết nối bộ dàn đấy của mình, không cần đến sự hỗ trợ của bất cứ một ai nữa, chỉ cần nhớ rõ ra về quy trình kết nối. Còn về vận hành thì về các anh em chỉ việc bật nguồn của đẩy này, bật nguồn của súp, bật nguồn của mic lên là nghe thôi. Bởi vì khi chúng em đóng hàng gửi đi là trước khi đóng hàng gửi đi là Zika chúng em cũng đã căn chỉnh cho anh em về những hiệu ứng hát karaoke, về những cái hiệu ứng nhạc làm sao để hay nhất có thể để gửi cho anh em ạ. Còn nếu như các anh em muốn tự mình chỉnh theo cái gu nghe nhạc của mình, theo cái sở thích hát riêng của mình thì cũng có thể tự mình chỉnh. Đấy, chúng ta cần lấy cái tô vít là hai cạnh như này và căn chỉnh cho em ở những cái giải như là bát trung chép của nhạc để có thể tăng bát, giảm bát hay tăng trung để nghe cho đúng với cái gu của mình, hoặc là căn chỉnh echo reverb là sao để cho nó hợp với cái giọng của mình. Đấy, chỉ bằng tô vít hai cạnh và những cái chiết đáp và nó đây dạng rãnh này đấy. Dễ dùng lắm anh em nhé, không có gì khó khăn đâu. Còn trên đẩy lên vang X12 Pro này thì nó được tự động hóa rất nhiều, nó tự động kích hoạt reverb này và có tính năng chống hú rất mạnh lên đến 3 cấp độ. Anh em bật chế độ 3 của feedback lên thì anh em hát không bao giờ bị rú rít trên bộ dàn như thế này. Đấy, với mức tài chính đầu tư là 20 triệu rồi, nhưng anh Tuấn và toàn thể anh em có thể tham khảo qua bộ dàn này. Và bộ dàn này thì chúng em đang phân phối chính hãng ra, bảo hành chính hãng 12 tháng. Và anh em ở xa thì cứ yên tâm nhận hàng trong 3 đến 5 ngày, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Và ngay sau đây thì em xin mời anh Tuấn và các anh em cùng đeo tai phone vào để thưởng thức và trải nghiệm một chút chất lượng âm thanh cũng như khả năng trình diễn karaoke trên bộ dàn C12 Pro này của các bạn đây liên bang X12 ạ. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò, chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh ở bên vui, câu đời câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng trăng thề. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ thương đầy vơi. Cho em vui bằng môi
trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tênh trên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi mưa rơi, thầm mơ ta chung đôi lệ hoen trên mi môi bao giờ. Một đêm